Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Minh Vi trong bản tin FBC tối nay. Xin mời quý vị cùng cập nhật những thông tin đáng chú ý khác trên thế giới. Thưa quý vị, phiên giao dịch của thị trường chứng khoán Mỹ ngày 30 tháng 9 cũng là phiên cuối tháng và kết thúc quý 3 đã khép lại trong sắc xanh nhờ hỗ trợ đến từ nhóm ngân hàng. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,91%, trong khi đó chỉ số S&P 500 và cả chỉ số công nghệ Nasdaq tăng nhẹ quanh mốc 0,8%. Cả ba chỉ số đều ghi nhận tuần tăng thứ ba liên tiếp. Từ đầu năm đến nay, S&P 500 đã tăng 6%, Khoảng 7,5 tỷ cổ phiếu được giao dịch trao tay trên các sàn chứng khoán Mỹ, cao hơn so với 7,1 tỷ cổ phiếu bình quân trong 20 phiên vừa qua. Cổ phiếu của Deutsche Bank nhảy vọt tăng 14% sau khi trượt dốc ở phiên trước đó, là động lực chính hỗ trợ đà của chứng khoán Mỹ trong phiên ngày 30 tháng 9. AFP đưa tin rằng ngân hàng danh tiếng của Đức đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận với Bộ Tư pháp Mỹ về việc giảm mức phạt liên quan tiếp vụ điều tra về bán chứng khoán đảm bảo bằng tài sản thế chấp giai đoạn 2005-2007 xuống 5,4 tỷ đô la Mỹ thay vì con số 14 tỷ đô la Mỹ theo yêu cầu trước đó. Thông tin này đã giúp nhóm cổ phiếu tài chính ngân hàng đồng loạt khởi sắc. Cụ thể, giá cổ phiếu của Bank of America và Citigroup đều tăng hơn 3%, cổ phiếu của JP Morgan tăng 1,4%, trong khi đó cổ phiếu Goldman Sachs tăng 1,5%. Cũng tương tự như thị trường chứng khoán toàn cầu, chứng khoán châu Á trong ngày đầu tuần bị tác động bởi thông tin của những thỏa thuận giữa Deutsche Bank và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ. Kết phiên giao dịch, chỉ số S200 của Úc tăng 0,78%, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng 0,9%. Tại Hồng Kông, chỉ số Hansen giao dịch tăng 0,97%. Thị trường Hàn Quốc và Trung Quốc đóng cửa nghỉ lễ. Tại Nhật Bản, khảo sát niềm tin kinh doanh mới nhất cho thấy tâm lý của các nhà sản xuất vẫn không mấy lạc quan về triển vọng của nền kinh tế so với quý trước. Cổ phiếu của Deutsche Bank tăng 14% sau khi trượt dốc ở phiên trước đó. Cũng động lực chính hỗ trợ đã tăng của chứng khoán Á trong phiên đầu tuần. Với nhóm năng lượng, giá dầu thô Mỹ kỳ hạn giảm 0,64%, giao dịch 47,93 đô la Mỹ mỗi thùng, trong khi dầu Brent giao tương lai cũng giảm 0,44% với mức 49,97 đô la Mỹ một thùng. Tháng 9 vừa qua cũng đánh dấu đã tăng mới cho giá dầu thế giới. Sau cuộc họp của tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ đã đi đến một thỏa thuận về cắt giảm sản lượng, ngay lập tức giá dầu thô Brent tăng 4% và giá dầu thô WTI cũng tăng 8%. Trong một phát biểu vào cuối tuần qua trên kênh truyền hình PPC, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố nước này sẽ chính thức kích hoạt điều 50 hiệp ước Lisbon về việc rời khỏi Liên minh châu Âu vào cuối tháng 3 năm sau. Sự kiện ra khỏi EU hay còn gọi là Brexit đánh dấu quá trình thay đổi chính sách vĩ mô lớn nhất nước Anh kể từ sau Thế chiến thứ hai. Thủ tướng Theresa May, người được chỉ định thay thế Thủ tướng tiền nhiệm David Cameron, nắm quyền điều hành đất nước sau khi cuộc trưng cầu dân ý hồi tháng 6 quyết định đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu -EU. Bà Theresa May từ đó đến nay đã đối mặt với nhiều áp lực từ phía các quan chức, nhà đầu tư và ngay cả các thành viên đảng bảo thủ, yêu cầu chính phủ đương nhiệm phải đưa ra kế hoạch cụ thể hơn về tương lai của nước Anh thời kỳ hậu Brexit. Phát biểu trên kênh truyền hình BBC hồi cuối tuần qua, nữ thủ tướng Anh lần đầu tiên cho biết Việc thực thi Điều 50 Hiệp ước Lisbon nhằm chính thức đưa nước Anh rời khỏi EU sẽ được tiến hành vào cuối tháng 3 năm 2017. Chúng tôi vẫn chưa thể thực thi Điều 50 Hiệp ước Lisbon vào cuối năm nay vì còn một số vấn đề phải chuẩn bị. Và do đó, ngày hôm nay, tôi muốn công bố rằng việc Anh chính thức rời EU sẽ được tiến hành vào cuối tháng 3 năm sau. Khi Điều 50 Hiệp ước Lisbon được kích hoạt, Anh và 27 nước thành viên EU sẽ tiến hành đàm phán về quan hệ trong tương lai. Trong lịch sử, chưa từng có tiền lệ thành viên nào của EU rời khỏi khối này. Điều chúng tôi đang làm là hủy bỏ đạo luật về các cộng đồng của châu Âu ECA. Điều đó có nghĩa là nước Anh sẽ trở thành một quốc gia có chủ quyền, độc lập và sẽ sớm ban hành những luật lệ riêng. Cũng trong cuối tuần qua, nhà máy điện gió cao nhất châu Âu đã chính thức được khánh thành tại Thụy Sĩ. Dự kiến đây sẽ là nơi cung cấp năng lượng cho khoảng gần 3.000 gia đình. Cuối tuần qua, Thụy Sĩ đã chính thức cho khánh thành nhà máy điện gió tại Crest ở độ cao 2.500m so với mực nước biển. Công trình này đã trở thành nhà máy điện gió cao nhất châu Âu tính đến thời điểm hiện tại dự án được đầu tư bởi một doanh nghiệp startup trong lĩnh vực phát triển năng lượng sạch có tên là winds Ba tuabin gió của nhà máy được bố trí nhằm khai thác sức gió tự nhiên tại vùng đồi núi gần Newfoundland Pass của thụy sĩ. Ngoài ra, tuabin gió đầu tiên là cái có sẵn sẽ hoạt động như tuabin sản xuất chính. Ước tính, tuabin chính nói trên có công năng đạt đến 60% sản lượng của toàn nhà máy vào mùa đông. Dự kiến tổng điện năng do nhà máy này cung cấp sẽ có công suất 10 gw mỗi năm, đồng thời đảm bảo năng lượng tiêu thụ cho 2.850 hộ gia đình trong khu vực. Thưa quý vị, cuộc tranh cử tổng thống Mỹ vừa có thêm diễn biến mới gây chấn động khi tờ New York Times đưa tin với việc báo lỗ trong bản khai thuế, ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump có thể không phải đóng một đồng thuế nào trong vòng 18 năm. Cuối tuần qua, tờ New York Times cho biết đã có được bản khai thuế của ông Donald Trump. Trong bản khai này, ông Trump báo lộ 916 triệu đô la Mỹ vào năm 1995, thời điểm mà khu đô thị casino Atlantic City của ông đứng bên bờ vực phá sản. Mặc dù không rõ thu nhập hàng năm của ông Trump là bao nhiêu, nhưng nếu giả sử số tiền thuế 50 triệu đô la Mỹ mỗi năm vốn đã là một con số rất lớn, thì với khoản lỗ này, ông Trump có thể không phải đóng một đồng thuế nào trong suốt 18 năm. Trong khi đó, với thu nhập hơn 10 triệu đô la Mỹ trong năm 2015, bà Hillary Clinton đóng thuế 3 triệu đô la. Thông tin này gây chấn động công chúng Mỹ, những người đang theo dõi sát sao diễn biến cuộc tranh cử tổng thống. Những người ủng hộ ông Trump gọi ông là thiên tài. Thực tế cho thấy ông ấy là một thiên tài. Ông ấy đã biết cách nắm bắt lợi thế để cứu vãn tình hình kinh doanh. Điều ông ấy làm có thể truyền cảm hứng cho người dân Mỹ. Trong cuốn sách nghệ thuật đàm phán, ông ấy cũng đã nói về điều này. Steve Jobs hay cố thủ tướng Anh Winston Churchill cũng làm như vậy thôi. Trong khi đó, ở phe đảng Dân Chủ, những người ủng hộ bà Clinton cho biết vụ việc này phản ánh hệ thống thuế đang bị lũng đoạn bởi giới nhà giàu mà ông Trump là một trong số đó. Chúng ta đang nói về một hệ thống lũng đoạn mà Donald Trump là hiện thân của nó. Mặc dù không đóng thuế vì lỗ lã là chuyện bình thường, nhưng vì ông Trump từ chối công bố bản khai thuế đã dấy lên nghi ngại trong công chúng Mỹ về hoạt động kinh doanh của vị ứng viên đảng Cộng hòa này. Hôm thứ Bảy, một phần tường của khách sạn mà ông Trump vừa mới khai trương gần Nhà Trắng đã bị bồi xấu. Khảo sát do ABC và Washington Post công bố hôm Chủ nhật cho thấy, gần 2 phần 3 số người được khảo sát cho biết không ủng hộ ông Trump. Tỷ lệ này tăng mạnh trong những tuần qua. Cũng trong cuối tuần qua, Nghị viện Bulgari đã thông qua lệnh cấm trùm khăn che kính mặt nhằm hạn chế người Hồi giáo cực đoan và tăng cường an ninh. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng lệnh cấm có thể chấp ngòi cho căng thẳng tôn giáo. Lệnh cấm che mặt của Bulgari được Nghị viện thông qua hôm 30 tháng 9, theo sau những lệnh cấm tương tự ở Pháp, Hà Lan và Bỉ. Lệnh cấm quy định không được che mặt tại các tòa nhà công vụ, trường học, các cơ sở văn hóa và những nơi công cộng khác, ngoại trừ có bệnh hoặc do yêu cầu chuyên môn. Những ai vi phạm lệnh cấm sẽ bị phạt tiền 1.500 leva, tương đương 860 đô la Mỹ và cắt giảm phúc lợi xã hội. Đây là biện pháp nhằm hạn chế những người theo hồi giáo cực đoan giữa lúc có nhiều vụ khủng bố tại châu Âu liên quan đến tôn giáo này. Tuy vậy, nhiều ý kiến cho rằng lệnh cấm có thể làm gia tăng căng thẳng tôn giáo. Một số tổ chức nhân quyền còn nói rằng lệnh cấm vi phạm quyền tự do tôn giáo. Người theo hồi giáo chiếm 12% đất nước, 7,2 triệu dân của Bulgaria và đa phần thuộc những cộng đồng dân tộc thiểu số lâu đời như người Turk. Ngôi sao bóng đá Cristiano Ronaldo vừa lấn sân sang lĩnh vực nhà hàng khách sạn khi mở khách sạn mang tên CR7 tại thủ đô Lisbon, Tây Ban Nha. <laughs> khách sạn CR7 vừa khai trương hôm 2 tháng 10 là liên doanh giữa cầu thủ Cristiano Ronaldo và tập đoàn khách sạn lớn nhất nhì Bồ Đào Nha, Pestana Group. Khách sạn 82 phòng này là khách sạn thứ hai sau khi đã mở ở quê nhà Funchal, đảo Madeira của Ronaldo, khai trương hồi tháng 7. Hai khách sạn nữa dự kiến sẽ được mở ở Madrid và New York, nước Mỹ. Cầu thủ 31 tuổi này cho biết anh có dự định lớn sân sang mảng kinh doanh bên ngoài sân cỏ. Đây là khoảnh khắc đáng nhớ trong đời tôi. Cuộc đời tôi không chỉ có bóng đá. Dĩ nhiên bóng đá là đam mê, là điều tôi yêu thích nhất. Nhưng tôi phải nghĩ cho tương lai. Tôi sẽ không còn nhiều năm có thể gắn bó với sân cỏ. Nội trong 10 năm tới tôi phải kết thúc sự nghiệp của mình và tôi phải tính trước cho tương lai của mình sau đó. Tổng vốn đầu tư 4 khách sạn CR7 là 75 triệu euro. Ngoài chủ khách sạn này, Ronaldo còn sở hữu một chuỗi bán trang phục hiệu CR7.